Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá Cần Thơ miền Tây, em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em xin phép giới thiệu một con em bếp từ mini, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, siêu nhỏ ha. Rất là tiện nấu bếp, nấu lẩu, ăn đồ là nhỏ gọn ha, rất là tiện. Cũng nặng lắm nha. Ngoại hình là cam kết là đẹp, hết zin, nguyên zin hết nha. Em có tháo ra vệ sinh chùi rửa thôi ha. Con này em bán mức giá là không dây nguồn là 450.000 nha quý khách. Lưu ý nhớ giùm em, không bao gồm dây nguồn là 450.000 nha. Dây nguồn là sao? Dây nguồn là dây này nè ha, số 12 này nè. Đó, nếu như quý khách nào mua bếp không, 450.000 quý khách giờ gắn hai sợi dây điện vô đây ha. Gắn hai sợi dây điện vô đây, ghim sợi dây vô là bình thường. Còn em gắn vô với sợi dây này em chế cho quý khách á thì là 500.000. Còn quý khách lấy luôn nguyên bộ zin của nó thì là phải 600.000. Cũng như em có 3 mức, một mức 450 là nguyên bếp không. Một cái thứ hai là 500.000 có dây mà dây này. Và một mức thứ ba là dây green của nó là dây này là 600 ha. Rồi quý khách cứ lựa chọn kiểu nào mình bán cũng được hết nha. Tại vì nhiều khi để 600 nó mắc quá, để giá này nọ để cho quý khách cô chú dẹp đây. Nước rất là nguội nha, bình thường ha, không có nóng gì hết nè, đó, bình thường, không lên tim, không hơi, không gì hết ha. Giờ chỉ cần mình bật điện lên. Rồi ok ha. Ủa đâu rồi, không bấm gì điện cái gì rồi. Đó ha, nó chạy maximum nè. Rồi em cứ cho nó chạy. Con này nấu lẩu, nấu đồ ăn, đồ uống, xào, chiên, nấu ở cái bếp nhỏ á, giống như mình đang bài một bàn bếp hay nhậu đó, nấu này gì nè, thấy nó gọn không? Nó chạy thì thầm luôn quý khách nghe không? Chỉ nghe tiếng gió và hu hu thôi đó. Ngoại hình là cực đẹp nha, nguyên zin 100% nha. 450.000. Còn chế dây nguồn này thì là 500. Còn lấy dây zin của nó thì là phải 600. Đây, bốc khói, bốc khói. Đó. Siêu nhanh, siêu tiết kiệm. Con này là điện 100V, có 700W thôi nha quý khách. Một tiếng đồng hồ chưa được 2.000 tiền điện nữa. Cũng như tiếng 2.500 đó cho 2.000 nè, đây 700 mà. Ồ, siêu nhanh, siêu lẹ nha. Ăn lẩu mùa này, ăn lẩu là hết sảy nha. Ồ, giờ mình tăng giảm bình thường. Chín lẩu, liu ghiêu, nấu canh, hấp, xào, chiên nhiêu được. Nhất là anh chị, cô chú nào mua về tặng người yêu, tặng chồng, tặng anh em, tặng ba mẹ là ok ha. Number one. Đó, rất là đẹp và bền nha. Bình thường, đó, bốc khói, bốc khói. Nó cũng dễ lắm. Ghim điện vô và xài thôi. Đó. Rồi ok ha quý khách. Em bán là em test đầy đủ ha, hình ảnh qua video là sự thật ha. Nếu như quý khách mua mà anh bán không đúng mã này hay là sao đó thì được quyền trả lại nha. Có cái trường hợp là giống như em đang bán nguyên dạng gì đúng không? Nhiều khi em ship á, mấy anh shipper á bị bể bị nứt thì trường hợp đó là có chứ không phải là không nha. Chứ còn em chụp em đăng này là nguyên dạng của nó sao lại gan vậy đó. Chứ không có bán câu tào lao. Có sao thì bán vậy nha. À, ok em tắt nè. Mặt kiên rất là đẹp ha. Nó chỉ nóng thôi ha, ấm ấm nóng nóng rồi vẫn được ha. Cực kỳ đẹp. Rồi quý khách cô chú chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt.